Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin văn hóa sự kiện ngày hôm nay. Và tôi là biên tập viên Hương Chi, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Ngoại Mi. Quý vị và các bạn thân mến, để nói về vẻ đẹp của văn hóa Hà Nội, sen đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu. Không chỉ là loài hoa thuần khiết, sen mang trong mình tinh hoa của đất trời hòa quyện với văn hóa dân tộc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lễ hội sen này nhé. Lần đầu tiên tổ chức lễ hội sen Hà Nội 2024, đây chắc chắn là một lễ hội mà người dân không thể bỏ lỡ. Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ có khu trưng bày không gian giới thiệu, trình diễn sản phẩm liên quan đến sen như hoa sen, tơ sen, chè sen. Các đồ thủ công mỹ nghệ được trưng bày đại diện một số giống sen thuộc các vùng trong cả nước và một số giống sen quý của Việt Nam, Hà Nội. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức trao giải cuộc thi ảnh người đẹp áo dài và sen. Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao 2 chứng nhận kỷ lục số lượng người đạp xe tham gia hành trình sắc sen Tây Hồ đông nhất Việt Nam với 7.000 người và số lượng mặc áo dài truyền thống có họa tiết hoa sen đông nhất Việt Nam là 1.000 người. Bên cạnh đó có chương trình trình diễn nghệ thuật bán thực cảnh câu chuyện của sen. Các chương trình được dàn dựng vô cùng công phu, mang đến cho người xem một trải nghiệm đáng nhớ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa sự kiện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.